cây dép. Ủa cây dép, cây dép mình mua rồi mà. Thôi dép đi, đưa. Cái này vô con nước uống rồi sao này. Mời một ly nước. Chào hai người. Nghe rất thơm. Ồ đẹp quá. Ô đẹp quá. Nó hai khu này, bên kia là và bên đây là tỉnh. Em đi đâu? Ủa ai chụp cho ba hai bà già vậy? Đưa con quay phim nha. Giờ con chú ơi, lên chụp hình chụp hình giùm cho hai cô ấy. Chụp cho mua ở quá cho em. Chờ con không ngồi rõ chờ con chú ơi. Con quay phim coi à. Ủa cái khu này rộng nữa chưa? Anh chị mới chụp giải trị á, thấy không? Con màu đỏ này là cái gì pháo chứ gì tốt đúng không? Em đứng đây góc mình. Rồi. Thank you.
Quét đất lên. Ồ, cái nhiều ta. Rồi. Ra mình ngon gặp nó đưa nó.